26, vị tổ sư thiền tông đời thứ 26, tổ Bất Như Mật Đa. Sanh sau Đức Phật nhập Niết Bàn 940 năm, ngài nước Nam Ấn, con vua Đức Thắng, hoàng hậu Vương Thùy An, dòng Sát Đế Lợi. Ngài rất hâm mộ đạo Phật, còn cha ngài rất ghét đạo Phật. Cha ngài tìm cách hại tổ Bà Xá Tư Đa, ngài đứng ra bên vực nên bị vua cha giam vào ngục. Khi ngài được thả ra, ngài lấy cớ là bệnh nên lìa bỏ gia đình theo xuất gia với tổ Bà Xá Tư Đa. Tổ Bà Xá Tư Đa thấy ngài có lòng với Phật pháp nên tổ tận tình chỉ dạy ngài chỗ yếu chỉ Phật ngôn. Ngài theo tổ học được 12 năm. Một hôm tổ hỏi ngài: "Con theo ta học đạo Thiền Tông, trong 12 năm con học được gì, hãy trình ta xem." Ngài liền trình cho tổ bài kệ 16 câu: "Cha con rất ghét Phật Đà, vì cha bị nghiệp, nghiệp va vô người. Vì cha đại phúc hơn người, được làm vua nước, người người phải nghe. Con nhìn thấy rõ lòng the, trầm luân khổ sở sẽ đè về sau. Thầy ơi, không biết làm sao giúp cho thân phụ mai sau không đền. Hôm nay con kính trình lên, xin thầy chỉ dạy, con đền ơn cha. Làm con hiếu thảo lo xa, giúp cho cha mẹ vượt qua luân hồi. Để con trả nghĩa được rồi, kiếp này lìa khỏi chuyện đời thế gian. Như vậy lòng con mới được bình an, xin thầy giúp đỡ, muôn ngàn biết ơn." Tổ Bà Xá Tư Đa nghe ngài trình 16 câu kệ nói về ngộ ý sâu màu của pháp môn Thiền Tông và biết chăng mình sẽ bị quả báo nặng nề, nên tổ dạy ngài làm những việc như sau: "Đêm nào con cũng kính nguyện mười phương chư Phật hộ trì lòng hiếu thảo của con. Nhờ lòng kính nguyện chân thành đó sẽ tác động đến tâm thức vật lý của cha con. Trong 7 ngày, tự nhiên cha con sẽ hồi đầu về Phật pháp." Quả thật như vậy, nhờ lòng hiếu thảo cực sâu của ngài nên cha ngài tự nhiên nhớ đến ngài và đi tìm ngài. Khi cha con gặp nhau, cha ngài khóc rất nhiều và có lời xin lỗi tổ Bà Xá Tư Đa. Cha ngài bỏ ra số vàng lớn để xây dựng ngôi chùa hiệu là Thiền Tông Phục Đà. Ngày lễ lạc thành ngôi chùa cũng là ngày tổ Bà Xá Tư Đa làm lễ truyền bí mật Thiền Tông cho ngài, có sự chứng kiến của nhà vua và hoàng hậu. Nghi thức chúng tôi cũng xin không ghi, chỉ ghi bài kệ truyền Thiền Tông: "Ngày xưa sen nở linh sơn, Như Lai dạy thiền, quý hơn ngọc vàng, truyền đi khắp chốn gian nan, nay ta truyền lại rõ ràng cho ông. Ông phải giữ lấy trong lòng, tìm nhiều phương cách thiền đây lưu truyền. Hôm nay họ bất có duyên, từ nay truyền thiền chứng nhận cho ông. Đa kia nhận được không mong, sống với Phật tánh là sông luân hồi. Thiền Tông đơn giản vậy thôi, sống với Phật tánh luân hồi màng chi. Thiền Tông đặc biệt diệu kỳ, ông đã biết được, nhận thì tổ tông. Tổ tông ông nhận trong lòng, để truyền người kế là xong phận mình. Hôm nay trước đấng tối linh chánh thức truyền thiền tổ vị cho ông. Ông phải cố gắng hết lòng, tìm người kế tiếp là xong phận mình. Thiền Tông ông phải lặng thinh, người có duyên lớn mới trình thiền ra. Vì đây lời dạy Thích Ca, ai có duyên lớn nói ra pháp này. Hôm nay chánh điện tại đây, tổ vị 26 tại đây được truyền. Ông người có đủ phúc duyên, chính thức truyền thiền tổ vị cho ông. Tổ vị ông để trong lòng, không nói ai biết là ông được truyền. Đức Phật huyền ký dạy riêng, các tổ chỉ truyền theo dòng Thiền Tông. Thiền Tông đi khắp núi sông, giúp người biết được là sông luân hồi.
thiền tông đặc biệt vậy thôi, luân hồi nhiều kiếp là thôi với mình. Lời dạy Đức Phật tuyệt linh, truyền ông tổ vị một mình biết thôi. Khi nhận tổ vị được rồi, phải nhớ những lời Đức Phật dạy ra. Theo như lời dạy thầy ta, hễ ai nhận được Thích Ca dạy thiền, vị đó là người đủ duyên phải được truyền thiền để làm lòng tin. Hôm nay thay mặt Tối Linh chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông, ông nên giữ lấy trong lòng, vượt qua bể khổ để về nhà xưa. Từ nay dù sớm hay trưa, chỉ cần thanh tịnh, không ưa niết bàn, ông nên cố gắng bình an, rơi vào bể tánh chính đây quê mình. Ngày xưa Đức Phật dạy dừng, vì ông không biết, không theo lời Ngài. Vì vậy đi khắp trần ai, rơi vào bể tánh, ông nay mới dừng. Tất cả chúng tôi rất mừng, vì đã chứng nhận ông đây ngộ thiền, ông nay hết đảo hết điên, chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông. 26. Vị Tổ sư Thiền Tông đời thứ 26, Tổ Bất Như Mật Đa. Sanh sau Đức Phật nhập Niết Bàn 940 năm, Ngài nước Nam Ấn, con vua Đức Thắng, Hoàng hậu Vương Thùy An, dòng Sát Đế Lợi. Ngài rất hâm mộ đạo Phật, còn cha Ngài rất ghét đạo Phật. Cha Ngài tìm cách hại Tổ Bà Xá Tư Đa. Ngài đứng ra bên Phật nên bị vua cha giam vào ngục. Khi Ngài được thả ra, Ngài lấy cớ là bệnh nên lìa bỏ gia đình theo xuất gia với Tổ Bà Xá Tư Đa. Tổ Bà Xá Tư Đa thấy Ngài có lòng với Phật Pháp nên Tổ tận tình chỉ dạy Ngài chỗ yếu chỉ Phật ngôn. Ngài theo Tổ học được 12 năm. Một hôm Tổ hỏi Ngài: "Con theo ta học đạo Thiền Tông, trong 12 năm con học được gì, hãy trình ta xem." Ngài liền trình cho Tổ bài kệ 16 câu: "Cha con rất ghét Phật Đà, vì cha bị nghiệp, nghiệp va vô người. Vì cha đại phúc hơn người, được làm vua nước, người người phải nghe. Con nhìn thấy rõ lòng the, trầm luân khổ sở sẽ đè về sau. Thầy ơi không biết làm sao, giúp cho thân phụ mai sau không đền. Hôm nay con kính trình lên, xin thầy chỉ dạy, con đền ơn cha. Làm con hiếu thảo lo xa, giúp cho cha mẹ vượt qua luân hồi. Để con trả nghĩa được rồi, kiếp này lìa khỏi chuyện đời thế gian. Như vậy lòng con mới được bình an, xin thầy giúp đỡ, muôn ngàn biết ơn." Tổ Bà Xá Tư Đa nghe Ngài trình 16 câu kệ nói về ngộ ý sâu màu của pháp môn Thiền Tông và biết cha mình sẽ bị quả báo nặng nề, nên Tổ dạy Ngài làm những việc như sau: "Đêm nào con cũng kính nguyện mười phương chư Phật hộ trì lòng hiếu thảo của con. Nhờ lòng kính nguyện chân thành đó sẽ tác động đến tâm thức vật lý của cha con. Trong 7 ngày, tự nhiên cha con sẽ hồi đầu về Phật Pháp." Quả thật như vậy, nhờ lòng hiếu thảo cực sâu của Ngài, nên cha Ngài tự nhiên nhớ đến Ngài và đi tìm Ngài. Khi cha con gặp nhau, cha Ngài khóc rất nhiều và có lời xin lỗi Tổ Bà Xá Tư Đa. Cha Ngài bỏ ra số vàng lớn để xây dựng ngôi chùa hiệu là Thiền Tông Phục Đà. Ngày lễ lạc thành ngôi chùa cũng là ngày Tổ Bà Xá Tư Đa làm lễ truyền bí mật Thiền Tông cho Ngài, có sự chứng kiến của nhà vua và hoàng hậu. Nghi thức chúng tôi cũng xin không ghi, chỉ ghi bài kệ truyền Thiền Tông. Ngày xưa sen nở linh sơn, Như Lai dạy thiền, quý hơn ngọc vàng, truyền đi khắp chốn gian nan, nay ta truyền lại rõ ràng cho ông. Ông phải giữ lấy trong lòng, tìm nhiều phương cách thiền đây lưu truyền. Hôm nay họ bất có duyên, từ nay truyền thiền chứng nhận cho ông.
Đa kia nhận được không mong, sống với Phật tánh là sông luân hồi. Thiền tông đơn giản vậy thôi, sống với Phật tánh luân hồi màng chi. Thiền tông đặc biệt diệu kỳ, ông đã biết được, nhận thì tổ tông. Tổ tông ông nhận trong lòng, để truyền người kế là xong phận mình. Hôm nay, trước đấng tối linh, chánh thức truyền thiền tổ vị cho ông. Ông phải cố gắng hết lòng, tìm người kế tiếp là xong phận mình. Thiền tông ông phải lặng thinh, người có duyên lớn mới trình thiền ra. Vì đây lời dạy Thích Ca, ai có duyên lớn nói ra pháp này. Hôm nay chánh điện tại đây, tổ vị 26 tại đây được truyền. Ông người có đủ phúc duyên, chính thức truyền thiền tổ vị cho ông. Tổ vị ông để trong lòng, không nói ai biết là ông được truyền. Đức Phật huyền ký dạy riêng, các tổ chỉ truyền theo dòng thiền tông. Thiền tông đi khắp núi sông, giúp người biết được là sông luân hồi. Thiền tông đặc biệt vậy thôi, luân hồi nhiều kiếp là thôi với mình. Lời dạy Đức Phật tuyệt linh, truyền ông tổ vị một mình biết thôi. Khi nhận tổ vị được rồi, phải nhớ những lời Đức Phật dạy ra. Theo như lời dạy thầy ta, hễ ai nhận được Thích Ca dạy thiền, vị đó là người đủ duyên, phải được truyền thiền để làm lòng tin. Hôm nay, thay mặt tối linh, chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông. Ông nên giữ lấy trong lòng, vượt qua bể khổ để về nhà xưa. Từ nay dù sớm hay trưa, chỉ cần thanh tịnh, không ưa niết bàn, ông nên cố gắng bình an, rơi vào bể tánh chính đây quê mình. Ngày xưa Đức Phật dạy dừng, vì ông không biết, không theo lời Ngài. Vì vậy đi khắp trần ai, rơi vào bể tánh, ông nay mới dừng. Tất cả chúng tôi rất mừng, vì đã chứng nhận ông đây ngộ thiền. Ông nay hết đảo hết điên, chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông. 26. Vị tổ sư thiền tông đời thứ 26, tổ Bất Như Mật Đa. Sanh sau Đức Phật nhập Niết Bàn 940 năm, ngài nước Nam Ấn, con vua Đức Thắng, hoàng hậu Vương Thùy An, dòng Sát Đế Lợi. Ngài rất hâm mộ đạo Phật, còn cha ngài rất ghét đạo Phật. Cha ngài tìm cách hại tổ Bà Xá Tư Đa, ngài đứng ra bên vực nên bị vua cha giam vào ngục. Khi ngài được thả ra, ngài lấy cớ là bệnh nên lìa bỏ gia đình theo xuất gia với tổ Bà Xá Tư Đa. Tổ Bà Xá Tư Đa thấy ngài có lòng với Phật pháp, nên tổ tận tình chỉ dạy ngài chỗ yếu chỉ Phật ngôn. Ngài theo tổ học được 12 năm. Một hôm tổ hỏi ngài: "Con theo ta học đạo Thiền tông, trong 12 năm con học được gì, hãy trình ta xem." Ngài liền trình cho tổ bài kệ 16 câu: "Cha con rất ghét Phật Đà, vì cha bị nghiệp, nghiệp va vô người. Vì cha đại phúc hơn người, được làm vua nước, người người phải nghe. Con nhìn thấy rõ lòng the, trầm luân khổ sở sẽ đè về sau. Thầy ơi không biết làm sao, giúp cho thân phụ mai sau không đền. Hôm nay con kính trình lên, xin thầy chỉ dạy, con đền ơn cha. Làm con hiếu thảo lo xa, giúp cho cha mẹ vượt qua luân hồi. Để con trả nghĩa được rồi, kiếp này lìa khỏi chuyện đời thế gian. Như vậy lòng con mới được bình an, xin thầy giúp đỡ, muôn ngàn biết ơn." Tổ Bà Xá Tư Đa nghe ngài trình 16 câu kệ nói về ngộ ý sâu màu của pháp môn thiền tông, và biết cha mình sẽ bị quả báo nặng nề, nên tổ dạy ngài làm những việc như sau: "Đêm nào con cũng kính nguyện mười phương chư Phật hộ trì lòng hiếu thảo của con.
Nhờ lòng kính nguyện chân thành đó sẽ tác động đến tâm thức vật lý của cha con. Trong 7 ngày, tự nhiên cha con sẽ hồi đầu về Phật Pháp. Quả thật như vậy, nhờ lòng hiếu thảo cực sâu của Ngài, nên cha Ngài tự nhiên nhớ đến Ngài và đi tìm Ngài. Khi cha con gặp nhau, cha Ngài khóc rất nhiều và có lời xin lỗi tổ Bà Xá Tư Đa. Cha Ngài bỏ ra số vàng lớn để xây dựng ngôi chùa hiệu là Thiền Tông Phục Đà. Ngày lễ lạc thành ngôi chùa cũng là ngày tổ Bà Xá Tư Đa làm lễ truyền bí mật Thiền Tông cho Ngài. Có sự chứng kiến của nhà vua và hoàng hậu. Nghi thức chúng tôi cũng xin không ghi, chỉ ghi bài kệ truyền Thiền Tông. Ngày xưa sen nở linh sơn, Như Lai dạy thiền, quý hơn ngọc vàng, truyền đi khắp chốn gian nan, nay ta truyền lại rõ ràng cho ông. Ông phải giữ lấy trong lòng, tìm nhiều phương cách thiền đây lưu truyền. Hôm nay họ bất có duyên, từ nay truyền thiền chứng nhận cho ông. Đa kia nhận được không mong, sống với Phật tánh là sông luân hồi. Thiền tông đơn giản vậy thôi, sống với Phật tánh luân hồi màng chi. Thiền tông đặc biệt diệu kỳ, ông đã biết được, nhận thì tổ tông. Tổ tông ông nhận trong lòng, để truyền người kế là xong phận mình. Hôm nay, trước đấng tối linh, chánh thức truyền thiền tổ vị cho ông. Ông phải cố gắng hết lòng, tìm người kế tiếp là xong phận mình. Thiền tông ông phải lặng thinh, người có duyên lớn mới trình thiền ra. Vì đây lời dạy Thích Ca, ai có duyên lớn nói ra pháp này. Hôm nay, chánh điện tại đây, tổ vị 26 tại đây được truyền. Ông người có đủ phúc duyên, chính thức truyền thiền tổ vị cho ông. Tổ vị, ông để trong lòng, không nói ai biết là ông được truyền. Đức Phật huyền ký dạy riêng, các tổ chỉ truyền theo dòng thiền tông. Thiền tông đi khắp núi sông, giúp người biết được là sông luân hồi. Thiền tông đặc biệt vậy thôi, luân hồi nhiều kiếp là thôi với mình. Lời dạy Đức Phật tuyệt linh, truyền ông tổ vị một mình biết thôi. Khi nhận tổ vị được rồi, phải nhớ những lời Đức Phật dạy ra. Theo như lời dạy thầy ta, hễ ai nhận được Thích Ca dạy thiền, vị đó là người đủ duyên, phải được truyền thiền để làm lòng tin. Hôm nay, thay mặt tối linh, chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông. Ông nên giữ lấy trong lòng, vượt qua bể khổ để về nhà xưa. Từ nay dù sớm hay trưa, chỉ cần thanh tịnh, không ưa niết bàn, ông nên cố gắng bình an, rơi vào bể tánh chính đây quê mình. Ngày xưa Đức Phật dạy dừng, vì ông không biết, không theo lời Ngài. Vì vậy đi khắp trần ai, rơi vào bể tánh, ông nay mới dừng. Tất cả chúng tôi rất mừng vì đã chứng nhận ông đây ngộ thiền, ông nay hết đạo hết điên, chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông. 26. Vị Tổ sư Thiền Tông đời thứ 26, Tổ Bất Như Mật Đa. Sanh sau Đức Phật nhập Niết Bàn 940 năm, Ngài nước Nam Ấn, con vua Đức Thắng, Hoàng hậu Vương Thùy An, dòng Sát Đế Lợi. Ngài rất hâm mộ đạo Phật, còn cha Ngài rất ghét đạo Phật. Cha Ngài tìm cách hại tổ Bà Xá Tư Đa. Ngài đứng ra bên Phật nên bị vua cha giam vào ngục. Khi Ngài được thả ra, Ngài lấy cớ là bệnh nên lìa bỏ gia đình theo xuất gia với tổ Bà Xá Tư Đa. Tổ Bà Xá Tư Đa thấy Ngài có lòng với Phật Pháp, nên tổ tận tình chỉ dạy Ngài chỗ yếu chỉ Phật ngôn. Ngài theo tổ học được 12 năm. Một hôm tổ hỏi Ngài: "Con theo ta học đạo Thiền Tông,
trong 12 năm con học được gì, hãy trình ta xem. Ngài liền trình cho tổ bài kệ 16 câu. Cha con rất ghét Phật Đà, vì cha bị nghiệp, nghiệp va vô người. Vì cha đại phúc hơn người, được làm vua nước, người người phải nghe. Con nhìn thấy rõ lòng the, trầm luân khổ sở sẽ đè về sau. Thầy ơi, không biết làm sao giúp cho thân phụ, mai sau không đền. Hôm nay con kính trình lên, xin thầy chỉ dạy, con đền ơn cha. Làm con hiếu thảo lo xa, giúp cho cha mẹ vượt qua luân hồi. Để con trả nghĩa được rồi, kiếp này lìa khỏi chuyện đời thế gian. Như vậy lòng con mới được bình an, xin thầy giúp đỡ, muôn ngàn biết ơn. Tổ Bà Xá Tư Đa nghe ngài trình 16 câu kệ nói về ngộ ý sâu màu của pháp môn thiền tông, và biết cha mình sẽ bị quả báo nặng nề, nên tổ dạy ngài làm những việc như sau. Đêm nào con cũng kính nguyện mười phương chư Phật hộ trì lòng hiếu thảo của con. Nhờ lòng kính nguyện chân thành đó sẽ tác động đến tâm thức vật lý của cha con. Trong 7 ngày, tự nhiên cha con sẽ hồi đầu về Phật Pháp. Quả thật như vậy, nhờ lòng hiếu thảo cực sâu của ngài, nên cha ngài tự nhiên nhớ đến ngài và đi tìm ngài. Khi cha con gặp nhau, cha ngài khóc rất nhiều và có lời xin lỗi tổ Bà Xá Tư Đa. Cha ngài bỏ ra số vàng lớn để xây dựng ngôi chùa hiệu là Thiền Tông Phục Đà. Ngày lễ lạc thành ngôi chùa cũng là ngày tổ Bà Xá Tư Đa làm lễ truyền bí mật Thiền Tông cho ngài, có sự chứng kiến của nhà vua và hoàng hậu. Nghi thức chúng tôi cũng xin không ghi, chỉ ghi bài kệ truyền Thiền Tông. Ngày xưa sen nở linh sơn, Như Lai dạy thiền, quý hơn ngọc vàng, truyền đi khắp chốn gian nan, nay ta truyền lại rõ ràng cho ông. Ông phải giữ lấy trong lòng, tìm nhiều phương cách thiền đây lưu truyền. Hôm nay họ bất có duyên, từ nay truyền thiền chứng nhận cho ông. Đa kia nhận được không mong, sống với Phật tánh là sông luân hồi. Thiền tông đơn giản vậy thôi, sống với Phật tánh luân hồi màng chi. Thiền tông đặc biệt diệu kỳ, ông đã biết được, nhận thì tổ tông. Tổ tông ông nhận trong lòng, để truyền người kế là xong phận mình. Hôm nay, trước đấng tối linh, chánh thức truyền thiền tổ vị cho ông. Ông phải cố gắng hết lòng, tìm người kế tiếp là xong phận mình. Thiền tông ông phải lặng thinh, người có duyên lớn mới trình thiền ra. Vì đây lời dạy Thích Ca, ai có duyên lớn nói ra pháp này. Hôm nay chánh điện tại đây, tổ vị 26 tại đây được truyền. Ông người có đủ phúc duyên, chính thức truyền thiền tổ vị cho ông. Tổ vị ông để trong lòng, không nói ai biết là ông được truyền. Đức Phật huyền ký dạy riêng, các tổ chỉ truyền theo dòng thiền tông. Thiền tông đi khắp núi sông, giúp người biết được là sông luân hồi. Thiền tông đặc biệt vậy thôi, luân hồi nhiều kiếp là thôi với mình. Lời dạy Đức Phật tuyệt linh, truyền ông tổ vị một mình biết thôi. Khi nhận tổ vị được rồi, phải nhớ những lời Đức Phật dạy ra. Theo như lời dạy thầy ta, hễ ai nhận được Thích Ca dạy thiền, vị đó là người đủ duyên phải được truyền thiền để làm lòng tin. Hôm nay thay mặt tối linh, chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông. Ông nên giữ lấy trong lòng, vượt qua bể khổ để về nhà xưa. Từ nay dù sớm hay trưa, chỉ cần thanh tịnh không ưa niết bàn, ông nên cố gắng bình an rơi vào bể tánh chính đây quê mình. Ngày xưa Đức Phật dạy dừng, vì ông không biết, không theo lời ngài,
Vì vậy đi khắp trần ai, rơi vào bể tánh, ông nay mới dừng. Tất cả chúng tôi rất mừng vì đã chứng nhận ông đây ngộ thiền, ông nay hết đạo hết điên, chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông. 26. Vị Tổ sư Thiền Tông đời thứ 26, Tổ Bất Như Mật Đa. Sanh sau Đức Phật nhập Niết Bàn 940 năm, ngài nước Nam Ấn, con vua Đức Thắng, hoàng hậu Vương Thùy An, dòng Sát Đế Lợi. Ngài rất hâm mộ đạo Phật, còn cha ngài rất ghét đạo Phật. Cha ngài tìm cách hại Tổ Bà Xá Tư Đa. Ngài đứng ra bên vực nên bị vua cha giam vào ngục. Khi ngài được thả ra, ngài lấy cớ là bệnh nên lìa bỏ gia đình theo xuất gia với Tổ Bà Xá Tư Đa. Tổ Bà Xá Tư Đa thấy ngài có lòng với Phật Pháp nên Tổ tận tình chỉ dạy ngài chỗ yếu chỉ Phật ngôn. Ngài theo Tổ học được 12 năm. Một hôm Tổ hỏi ngài: "Con theo ta học đạo Thiền Tông, trong 12 năm con học được gì, hãy trình ta xem." Ngài liền trình cho Tổ bài kệ 16 câu: "Cha con rất ghét Phật Đà, vì cha bị nghiệp, nghiệp va vô người. Vì cha đại phúc hơn người, được làm vua nước, người người phải nghe. Con nhìn thấy rõ lòng the, trầm luân khổ sở sẽ đè về sau. Thầy ơi không biết làm sao, giúp cho thân phụ mai sau không đền. Hôm nay con kính trình lên, xin thầy chỉ dạy, con đền ơn cha. Làm con hiếu thảo lo xa, giúp cho cha mẹ vượt qua luân hồi. Để con trả nghĩa được rồi, kiếp này lìa khỏi chuyện đời thế gian. Như vậy lòng con mới được bình an, xin thầy giúp đỡ, muôn ngàn biết ơn." Tổ Bà Xá Tư Đa nghe ngài trình 16 câu kệ nói về ngộ ý sâu màu của pháp môn Thiền Tông và biết cha mình sẽ bị quả báo nặng nề, nên Tổ dạy ngài làm những việc như sau: "Đêm nào con cũng kính nguyện mười phương chư Phật hộ trì lòng hiếu thảo của con. Nhờ lòng kính nguyện chân thành đó sẽ tác động đến tâm thức vật lý của cha con. Trong 7 ngày, tự nhiên cha con sẽ hồi đầu về Phật Pháp." Quả thật như vậy, nhờ lòng hiếu thảo cực sâu của ngài, nên cha ngài tự nhiên nhớ đến ngài và đi tìm ngài. Khi cha con gặp nhau, cha ngài khóc rất nhiều và có lời xin lỗi Tổ Bà Xá Tư Đa. Cha ngài bỏ ra số vàng lớn để xây dựng ngôi chùa hiệu là Thiền Tông Phục Đà. Ngày lễ lạc thành ngôi chùa cũng là ngày Tổ Bà Xá Tư Đa làm lễ truyền bí mật Thiền Tông cho ngài, có sự chứng kiến của nhà vua và hoàng hậu. Nghi thức chúng tôi cũng xin không ghi, chỉ ghi bài kệ truyền Thiền Tông. Ngày xưa sen nở linh sơn, Như Lai dạy thiền, quý hơn ngọc vàng, truyền đi khắp chốn gian nan, nay ta truyền lại rõ ràng cho ông. Ông phải giữ lấy trong lòng, tìm nhiều phương cách thiền đây lưu truyền. Hôm nay họ bất có duyên, từ nay truyền thiền chứng nhận cho ông. Đa kia nhận được không mong, sống với Phật tánh là sông luân hồi. Thiền Tông đơn giản vậy thôi, sống với Phật tánh luân hồi màn chi. Thiền Tông đặc biệt diệu kỳ, ông đã biết được, nhận thì Tổ Tông, Tổ Tông ông nhận trong lòng, để truyền người kế là xong phận mình. Hôm nay trước đấng tối linh chánh thức truyền thiền tổ vị cho ông. Ông phải cố gắng hết lòng, tìm người kế tiếp là xong phận mình. Thiền Tông ông phải lặng thinh, người có duyên lớn mới trình thiền ra. Vì đây lời dạy Thích Ca, ai có duyên lớn nói ra pháp này. Hôm nay chánh điện tại đây, tổ vị 26 tại đây được truyền. Ông người có đủ phúc duyên, chính thức truyền thiền tổ vị cho ông.
Tổ vị ông để trong lòng, không nói ai biết là ông được truyền. Đức Phật huyền ký dạy riêng, các tổ chỉ truyền theo dòng Thiền Tông. Thiền Tông đi khắp núi sông, giúp người biết được là sông luân hồi. Thiền Tông đặc biệt vậy thôi, luân hồi nhiều kiếp là thôi với mình. Lời dạy Đức Phật tuyệt linh, truyền ông tổ vị một mình biết thôi. Khi nhận tổ vị được rồi, phải nhớ những lời Đức Phật dạy ra. Theo như lời dạy thầy ta, hễ ai nhận được Thích Ca dạy thiền, vị đó là người đủ duyên phải được truyền thiền để làm lòng tin. Hôm nay thay mặt Tối Linh chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông. Ông nên giữ lấy trong lòng, vượt qua bể khổ để về nhà xưa. Từ nay dù sớm hay trưa, chỉ cần thanh tịnh, không ưa niết bàn, ông nên cố gắng bình an, rơi vào bể tánh chính đây quê mình. Ngày xưa Đức Phật dạy dừng, vì ông không biết, không theo lời Ngài. Vì vậy đi khắp trần ai, rơi vào bể tánh, ông nay mới dừng. Tất cả chúng tôi rất mừng vì đã chứng nhận ông đây ngộ thiền, ông nay hết đảo hết điên, chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông.